Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sống Khỏe. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là trong mỗi một ngày, đôi lúc chúng ta sẽ có cảm giác rất là mệt mỏi bởi vì áp lực của công việc cũng như trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số mẹo nhỏ để giúp cho chúng ta có thể giảm mệt mỏi. Đầu tiên đó là hãy làm những điều mới mẻ. Bởi vì theo tiến sĩ Gregory Burns, một nhà thần kinh học tại Đại học Emory ở Atlanta, Georgia, Mỹ nói rằng các hoạt động mới lạ thì sẽ làm cho não bộ của chúng ta giải phóng chất dopamine. Đây được xem là một chất dẫn truyền trong thần kinh sẽ được giải phóng khi mà chúng ta vui vẻ, như là chúng ta ăn một cái bánh mà chúng ta yêu thích hoặc là chúng ta chơi xổ số. Theo như đó thì chúng ta nên làm một cái hành động gì đó khác mọi ngày, chẳng hạn như là đậu xe ở một cái vị trí khác, hoặc là gấp một cái khăn tắm theo một cái hình thù khác, hoặc là có thời gian hơn nữa thì chúng ta có thể tham gia vào một cái khóa học khiêu vũ, hoặc có thể rủ bạn bè đi đến một cái quán cà phê hay một quán nhạc nào đó để chúng ta thưởng thức âm nhạc. Như vậy sẽ tạo cho chúng ta có một nguồn năng lượng rất là dồi dào, duy trì được vài tuần cho đến vài tháng, thưa quý vị. Tiếp theo đó là chúng ta hãy hát ở trong mưa. Những tưởng đây là một cái sở thích lãng mạn mà nó có phần hơi lãng xẹt một chút, nhưng mà thực ra nó rất là tốt cho sức khỏe của các bạn. Bởi vì ở ngoài trời mưa thì nó sẽ chứa nhiều cái ion âm hơn, và những cái ion này thì sẽ giúp cho phổi chúng ta dễ hấp thu oxy hơn. Khí quyển đặc biệt thay đổi với các ion âm vào trước hoặc là trong các cơn mưa. Vì thế việc hít thở khi mà chúng ta hát ở trong mưa thì sẽ giúp cho cơ thể chúng ta hấp thu nhiều oxy hơn, tâm trạng của chúng ta cũng hưng phấn hơn. Và có một cái mẹo nhỏ nữa, đó chính là chúng ta hãy nhìn màu đỏ. Theo các nhà nghiên cứu của trường đại học Rochester, thì khi mà chúng ta nhìn màu đỏ, thì các cơ của chúng ta sẽ di chuyển nhanh hơn và chúng ta sẽ làm việc được nhiều hơn. Do đó, các nhà nghiên cứu khuyên là chúng ta nên đặt một cái chậu hoa màu đỏ ở ngay tầm nhìn của mình trong phòng làm việc, để giúp cho chúng ta có một cái cảm giác lúc nào cũng hưng phấn, dễ chịu và xua tan đi mệt mỏi. Cuối cùng đó là hãy ngáp đi ạ. Bởi vì theo tiến sĩ Andrew Gallup thì ngáp là một cách để làm ác não và đánh thức não bộ chúng ta thức dậy. Vì vậy hãy ngáp khi bạn muốn, điều đó sẽ giúp cho tâm trạng của chúng ta cảm thấy thoải mái, yêu đời hơn.